Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là đã hết mùa đông, chuẩn bị sang mùa xuân rồi. Cây ớt của mình thì nó thực ra là nó đã tàn từ rất là lâu. Nhưng mùa đông nó lạnh, rồi nó mưa nhiều, rồi mà cũng bận á, cho nên là mình chưa có cắt cành được. Hôm nay mình sẽ cắt cành mấy cái cây ớt này. Rồi nhân thể là mình thay đất luôn. Bởi vì sau mỗi một năm thì mình nên thay đất mới cho nó có dưỡng chất, các thứ luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái cây này xuống mình cắt cành luôn. Rồi năm nay mình sẽ cắt cành thì mình sẽ cắt ít thôi các bạn. Không như năm trước mình cắt nó hơi nhiều. Mấy cái nhỏ đi trước. Cái ớt trái này tí nữa mình sẽ lấy sau các bạn. Bây giờ mình sẽ để trước. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần phía trên đi. Của mình tháng 8 là nó cuối đông. Đấy, hôm nay trời nắng đó các bạn. Chứ mấy hôm qua hôm kia là nó rất là lạnh. Mình có khả năng chiều nay nó cũng đổi gió nữa. Nên mình tranh thủ các bạn có thể ngâm hạt rồi các bạn có thể làm đất được rồi. Là vào xuân là vừa đẹp. Bây giờ mình quay qua mình cắt cái cây này nha. Các bạn có thể tạo dáng như nó nếu các bạn muốn. Mình chỉ cắt đại thôi. Có khả năng là mình sẽ thanh lý một số cây, mình giữ lại nhiều quá. Nhưng mà bởi vì mình trồng nó ra cho nên là mình bỏ đi thì mình cũng thấy hơi uổng. Cho nên là mình giữ mình trồng luôn. Các bạn cứ tỉa thưa nó ra rồi khi nó mọc thì nó sẽ biết cái chỗ nào là nó chia cái tầng sáng. Bởi vì nó rậm rạp quá thì nó ánh nắng nó truyền vô nó không có đều. Các bạn tỉa làm sao mà thấy nó như vậy là được rồi. Nếu mà các bạn tỉa mà sát quá giống như năm ngoái mình làm thì nó mọc lên thì nó sẽ lâu hơn. Nếu mình tỉa ít thì nó sẽ ra nhanh. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là nhiều trái các bạn. Năm nay mình sẽ thay đất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái cây này. Rồi các bạn để ý là ở dưới mình có kê lên. Bây giờ có một cái tray để mình để nước đấy các bạn. Đến mùa hè là cái chỗ của mình nó khô rất là nhanh. Cái khăn là mình phủ lên này, lên trên mặt đất rồi này các bạn. Lúc nào nó cũng ẩm. Mà mình để ý đấy, khi mà mình gỡ cái khăn này ra thì cái rễ nó chủ yếu là nó ngoi lên trên này các bạn. Rất là nhiều. Để nó hút nước. Cho nên nếu các bạn có thể thì các bạn có thể phủ rơm. Còn nếu như các bạn không có rơm hay là những cái như vậy thì các bạn có thể lấy cái khăn, cái rẻ các bạn phủ lên. Nó giữ nước. Mà đơn giản đó các bạn. Đấy, như là cái cây này thì nó khác với mấy cái cây kia là cái thân của nó đưa lên rất là nhiều. Có một số cây thì nó đâm từ cành chính ra. Đấy, ví dụ như là mấy cái cây này thì nó mọc một cái thân chính lên rồi nó sẽ tán ra xung quanh. Thì bây giờ mình cắt thì cũng đơn giản đây, mình chỉ cắt cái phần trên thôi. Để cho nó ngắn lại. Rồi nhìn nó đỡ rườm rà. Mình cắt ít trước. Rồi tí nữa mình sẽ cắt xuống nhiều. Cành nó đàn vào đây này. Mình cắt nó đi. Cái cây này mình thấy là nó ra ít trái, nó không có được nhiều trái. Không biết là có phải tại cái giống của nó hay như là như thế nào. Nhưng mà mấy cái cây mà nó tán rậm thì thấy trái nó nhiều hơn. Đấy, cái cây này thì cũng tương đối sai. Nhưng mà năm ngoái mình chỉ có cắt cành thôi mà mình không có thay đất. Chỉ một số cây mà nó gần chết thì mình mới thay đất thôi. Năm nay mình sẽ thay hết những cái cây là mình giữ lại, mình sẽ thay đất hết các bạn. Đất mới luôn để cho nó Đất tốt đấy các bạn, mình cho phân này kia, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. mấy cây này trồng hoài nha các bạn, à, hết năm này qua năm khác luôn. Mình rất ít khi bị chết, chỉ khi nào mà mình không chăm sóc thì nó mới bị chết thôi. Còn nếu như các bạn trồng rồi đến cuối mùa các bạn cắt cành thì nó vẫn sống bình thường. Đấy, mùa đông mình vẫn để nguyên như vậy đó các bạn. Rồi nó có mưa hay nó lạnh thì mình vẫn để như vậy thôi, mình không có đem vào nhà.
cái phía bên trong nó hơi rậm thì các bạn có thể cắt bớt đi. Mình có thể bẻ cũng được, nếu mà nó giòn các bạn có thể bẻ, nó cũng đứt, nó sát này luôn. Rồi tương tự mình sẽ cắt mấy cái cành kia luôn nha các bạn. Đấy mình mới tỉa xong rồi. Đấy mình tỉa sơ như vậy. Mình không có cắt nhiều, cũng tương đối là nhiều lá nhưng mà không có cắt sát gốc nhiều. Cái phần ớt còn lại này này mình sẽ thu hoạch, mình sử dụng. Mấy cái lá ớt này mình nấu canh cũng rất là ngon. Các bạn có thể hầm xương và nấu canh như các rau bình thường. Đối với mình thì mình rất thích cái vị của cái lá ớt. Cái thứ hai là nó chữa được cũng tương đối là nhiều bệnh. Đấy, các bạn có thể bỏ mấy cái lá úa này đi. Còn mấy cái lá tươi, lá non là các bạn có thể đem vào nấu canh. Thì theo như mình được biết thì cái lá ớt này nó có chức năng là phòng ngừa cho các cái bệnh về tim mạch. Và rất là giàu những cái hóa chất thực vật thiên nhiên đấy các bạn. Và rất là tốt cho những người bị tiểu đường. Đấy, những người mà bị tiểu đường, các bạn có thể là lấy lá ớt để các bạn nấu canh hoặc là làm xào cũng được. Và nó hỗ trợ cho tiêu hóa rất là tốt. Cái thứ ba đó là các bạn biết là cái ớt thì nó có cái vitamin A, nó rất là tốt cho mắt, nó làm cho cái mắt của mình nó sáng. Đấy, nhưng ăn mới một cái số lượng vừa phải thôi, không có nên ăn nhiều quá thì nó không có tốt cho bao tử. Và nó chữa bệnh đầu đinh, mụn nhọt và cả những cái người bị đau nhức, nó cũng có cái chức năng giải độc nữa. Đấy là theo mình biết. Đấy, ngày trước thì mình không có biết thì mình đem mình bỏ hết cái lá này đi. Đấy, bây giờ mình biết thì mình giữ lại, nó thay như một cái vị rau đấy các bạn. Mỗi một lần là mình nhà mình trồng nhiều là mình ăn trái thì không có bao nhiêu, mà từ cái ngày mà mình phát hiện ra thì mình để mình ăn lá, mình trồng nhiều mình lấy lá ăn. Rồi bây giờ mình sẽ thay đất cho cái chậu ớt của mình. Trước tiên là mình sẽ lấy cái cào này bày này, rồi mình cào nó ra, rồi mình xới nó ra. Cái đất cũ này mình đem mình trộn với compost, mình đem ủ cũng được, hoặc là các bạn có thể ủ luôn cũng được. Cái con này là con sâu đất đấy các bạn. Đấy mình phải cẩn thận, mình thấy thì mình bắt nó ra. Rồi cái cây này là cây tiếp theo mình cũng làm vậy luôn. Các bạn thấy là cái bộ rễ của nó rất là lớn này. Trường hợp mà chậu đất của các bạn là bị úng, đấy làm sao để mình biết được là nó úng, là cái cây của mình nó vàng rồi nó không có ra lá, không có ra trái. Đấy, mình nhìn nó yếu thì các bạn có thể là bỏ hết đất ra, các bạn thay đất mới luôn, đất lại thật tốt thì là nó sẽ tốt trở lại. Đấy, cái đất của mình như là ok, rễ nó phát triển rất là mạnh như này. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ cái phần trên ra rồi mình sẽ bổ sung cái dưỡng chất cho nó. Ở đây mình có mấy cái xô đất này mình ủ cũng lâu rồi. Đấy, bây giờ đến lúc mình cần mình sẽ lấy ra mình sử dụng. Bây giờ mình sẽ bỏ cái đất mấy cái này, mình bổ sung một cái xô đất của mình bón phân rồi. Ở đây mình có hai cái loại phân. Đấy, thứ nhất là cái phân bò. Đấy, premium cow manure đây. Cái loại thứ hai là cái loại NPK.
hình dạng nó như vậy đây là các bạn, nó hột hột đây. Cái này là các bạn không có nên cho nhiều bởi nó rất là mạnh. Cái thứ hai là nó thuộc về cái diện tan chậm. Các bạn có thể tìm mua ở trong ban đình các loại citrus and fruit là chuyên dành cho cây ăn trái, dynamic lifter. Đấy, cái này nó mắc tiền một chút xíu nhưng mà nó rất là tốt, mình không có cần phải xài nhiều. Rồi cái phân bò đây này, mình sẽ giải ra. Các bạn không có cái phân NPK các bạn có thể cho phân bò cũng được. Còn nếu mà có thì các bạn cho cả hai càng tốt. Còn nếu mà không có phân bò các bạn có thể cho NPK không cũng được, hoặc là compost, miễn là sao mà nó có dưỡng chất là được rồi. Đây là cái phân bò. Rồi tiếp theo cái NPK đây này, mình sẽ giải xung quanh gốc đây. Như vậy mình nghĩ như vậy là được rồi, bởi vì cái này nó rất là mạnh. Cái gốc này mình không có nên che nó kín quá. Rồi tí nữa mình tưới nước là xong. Đấy là đầy đủ phân với dưỡng chất. Bây giờ qua cái cây bên này nhá. Mình sẽ bỏ đất thêm để cho nó cao lên chút xíu. Rồi tiếp theo là cái phân bò này. Mình sẽ bỏ vô. Mình bỏ vòng quanh đây. Đấy, cái NPK thì mình giải nó xung quanh như vậy. Mình nhắm chừng cho các bạn. Nhưng mà giải như vậy khoảng là một cái bay này là mình thấy là ok rồi. Là tương đối là đầy đủ dinh dưỡng. Rồi mình phủ một lớp đất lên là xong. Cái đất này là cái đất mình ủ đây. Mình ủ nhiều lắm. Đấy, mình cứ không xài là mình bỏ vô mình ủ hết. Thì mình bỏ vào gốc cây của mình. Đấy, mình đè xuống chút xíu là ok này. Bây giờ cái đất là mình lúc nãy mình lấy ra đấy các bạn. Mình bỏ vô mình đem đi mình ủ. Các bạn có thể trộn với compost cũng được. Đấy, nhưng mà mình cứ ủ rồi mình trộn sau không sao. Rồi mình lấy cái miếng vải đen này đây các bạn. Mình đậy lên. Đấy, để cho mưa nó xuống nhưng mà nó vẫn giữ cái độ tối. Cho nó ẩm thấp. Các bạn lấy cái đầu các bạn đè lên. À, cuối cùng là các bạn tưới nước lên. Đây là mấy cây mà mình nghĩ nó có làm xong hết rồi đây rồi các bạn. Để mình cắt cành thì mình thay đất. Những cái cây nào mà đất của nó bị úng hay là bị chai cứng mình bỏ ra mình thay cả chậu luôn. Mấy cái này mà mình có dùng cả phân chiều đấy. Là phân kiều đó các bạn. Phân nào cũng được. Rồi như vậy là mình đã cắt cành xong và thay đất xong. Tất cả ở đây của mình là 11 cây tất cả. Đấy, sắp tới thì mình có thể là mình sẽ phải giải tán một số, mình sẽ chọn lọc lại. Ở đây mình cũng có mấy cây mình đang xử lý lại đây này, mà năm ngoái ươm ra nhiều quá. Ở đây mình có 4 cái cây nhỏ, mình cũng đang chuẩn bị đánh ra chậu. Đấy, cái đất này mình đang chuẩn bị để mình bỏ sang chậu đây. Đấy, cái mùa đông vừa qua thì cái thời tiết của nó rất là lạnh. Đấy, rất nhiều cây ở trong vườn mình, ví dụ như ngò gai hay là những cái cây, một số cây ớt cũng bị chết. Rất nhiều cây bị chết bởi vì là thời tiết rất là lạnh.
nó 0 độ rồi dưới 0 độ không có, mà nó lạnh kéo rất dài, thời tiết lạnh kéo rất dài, cho nên là nó không có thuận lợi. Cho dù các bạn có chăm sóc kiểu nào thì nó cũng tùy thôi, nhưng mà đa số là cũng mấy cây ớt của mình ở trồng ở đây thì nó vẫn còn sống. Và video của mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. See you next time. Bye bye.